Rồi Thiện Tiên xin chào cô chú anh chị buổi sáng ở mộ của chú Vũ Linh. Cô chú anh chị ơi, sáng nay là nghe chị Bích có một cái tin từ chiều hôm qua cô chú anh chị ơi, quá chấn động luôn. Quá chấn động luôn cô chú anh chị ơi. Mình đứng ở đây đi. Nhân chứng là chị Bích nha, chị mới xong qua là chị Bích chị về là cô. Người nhân chứng mà là anh cầm em với à. Chị Bích kể thôi, mình hấp hương vô chú trước. Hấp hương trước hay sao? Hấp hương trước. Rồi hấp hương trước, vậy để xuống đi. Hấp hương mời chú dùng mình làm xong hết bánh đi đúng không? Uống nước đi. Rồi mình lại lau mộ rồi mình nói luôn ha. Hôm qua là phải nói là căng nha bà con ơi, để chấn động luôn. Anh em thắp hương cầu buổi sáng đi rồi chị Bích sẽ kể lại toàn bộ sự việc ngày hôm qua. Ừ. Trời đã 6 giờ tối rồi mà có người tới mộ. Không cho chị Bích quay mà còn chửi. Còn anh Ngọc là về mấy giờ? Ngọc về mấy giờ thì mình không nghe biết. Sớm anh nói 7 giờ. Anh Ngọc hồi nãy anh nói là anh về tới đây là 7 giờ anh vô mộ nữa. 7 giờ vô mộ. Thấy gọi là tan chứng giặt chứng luôn. Ừ. Rồi anh nói gì mà bên cô Sáu gì? Rồi anh nói gì mà cô Sáu lên cô trong Sáu đêm. Lên trong đêm. Mà chị Bích là người biết là hai cái vị khách đó. Mà anh lại nói là cô Sáu. Anh Ngọc vô đây luôn. Rồi anh Ngọc tới cô chú anh chị ơi. Đó. Bây giờ mình sẽ hấp nhang trước khi hấp nhang trước đi cho chú. Khoan từ từ, hấp nhang đi. Sáng mình phải trình cho chú trước. Rồi Hải là đây cưng. Bữa nay là 28 đúng không ta? Rồi. Chị. Rồi bông gì lại đây. Bây giờ ba mặt mọc lại. Rồi đi lại đây hấp lau một. Mặt mọc lại. Hồi nãy vô là nói là cô Sáu lên trong đêm. À, nhưng mà chị Bích nói là chị Bích đó là người biết hai cái vị cái giả này là ai? Là ai? Là người như sáng tiên cũng năm anh ít cô chú anh chị. Bây giờ chị Bích nói trước hay là anh Ngọc nói trước? Chị lại đây nè, chị không, 6 giờ là đương nhiên là chị là ở từ đó tới 6 giờ phải không chị? 6 giờ 15. Còn anh là tới 7 giờ mới tới mộ. Rồi, rồi nên là chị trước. Dạ. Như Ngọc đi xuống dưới rồi phải không? Dạ. Chị cũng ở lại thay Ngọc cũng bị thường thường thì Ngọc ở lại tới tối mới về. Dạ. Chị mới hạ vô. Để đi xét vô đây nè. Dạ. Chị mới hạ dù này xuống. Dạ. Rồi chị mới bật cái dù kia xuống. Mà chị cũng ở trong cái dù á, khán giả tưởng là không có người. Vậy vì chị ginh không nổi tới đây nè. Chị hạ xuống cái đậu xe ngoài kia. Bốn người bưng bưng vô. Anh cái ngồi chị, xuống. Chị gặp. Chị gặp xong cái đầu chị nói ủa cô đâu chứ mà. Đừng có quay, đừng có quay. Đừng quay. Cái nói ủa đến mộ quay tốt đẹp mà biểu tắt máy. Tốt đẹp mà quay có sao đâu. Không cho quay. Cái đầu chị mới thấy thái độ nói vậy chị móc máy chị quay là bỏ. Bỏ đi vòng vòng xe chạy. Không, cái hỏi thì vậy thôi không không quay cô chú thắp nhang hay gì đốt nha hương cho cô chú thắp không quay phải không? Dạ. Không, không có đốt nhang. Không đốt nhang luôn. Không đốt nhang mà không cho quay. Cái chị mới đi cái đi. Đi vòng qua đây không cái là làm cái đi lại đó. Cái chị thấy vậy chị bắt máy chị không? Các bà kêu quay một hồi tôi đập cái máy đâu đập máy luôn à, đập máy luôn hả quay một hồi tôi đập máy bà tôi nói ủa tôi có quay đâu đập mà chị cũng sợ tê bốn người có đàn ông nữa bị có mình chị à tại sợ một người đàn ông một người đàn ông chị, ông. Chị mới sợ chị mới tắt máy còn chị có một người đàn bà hả thành ra chị không có quay được tại vì nói
đi lại coi cái máy chị. Bà tắt máy. Trời ơi. Chị mới sợ quá, chị tính điện Hải mà chị nghĩ là điện Hải vô thì cũng không kịp. Rồi bị con mình chị mà phải chị có còn không toàn đâu, chị kêu không còn. Cái đầu chị vừa bấm máy chút lợi xóa cái máy chị, biểu chị phải đưa máy cho xóa. Xóa luôn hả? Xóa trời máy lấy điện thoại của chị. Đưa máy không đưa chị sợ, cũng lầm hầm lầm hấu với chị mà. Trời ơi. Rồi xong rồi vậy. Chị cũng sợ sợ rồi thôi. Sao chị không báo luôn vậy? Không có còn ai hết trơn bây giờ. Rồi chị làm xong rồi nó chạy về rồi chị báo vô không có người rồi bảo vệ nó nói chị nó dốc thì sao? À. Bây giờ trong đó dân kiến. Nhưng mà quan trọng là đi xe gì? Đi xe gì? Xe du lịch màu gì? Màu qua đó. Màu trắng trắng xám xám đậu ngay đó đó. Rồi màu xám. Màu xám trắng trắng. Chị có thấy bảng số là 61 hay là 51 hay là nhiêu không? Biển số 50. 50 thành phố. 36 bao. Rồi đầu xong rồi đầu chị quay được có khoảng chừng 30 giây à. Giúp được nhiều. Ổng lỡ biểu số lép đi. Ủa nó xó ngoài chị nó có vô thùng rác nó xó không? Xó. Vô thùng rác luôn hả? Vô thùng rác luôn. Xó. Chị dòm chị, ông đó chị dòm chị sợ ông lắm. Ủa mà sao nếu mà cái người bình thường xó ngoài ai đâu mà biết thùng rác? Để nó kiểm tra trong. Chứ nếu mà không biết trong. Nó dành điện thoại luôn chị không mở mật khẩu cho nó mà sao mà nó mở mật khẩu của chị được á. Trời đất ơi. Gì ghê vậy? Mật khẩu của mình sao mà người ta mở được? Nó bị gì chị vuốt đó, nó vuốt lên tự ên vậy kêu chị mở mật khẩu cho nó không mở. Cái đầu cầm thoại chị vuốt lên vậy nè. À vuốt lên không chứ đâu có nhập mật khẩu đâu. Rồi lát kiểm tra lại, lát kiểm tra lại có chừng ở trong thùng rác chị còn. Thùng rác nó xấu rồi chị kiểm rồi. Ủa cái người bình thường nếu mà không biết sao mà biết vô thùng rác xấu. Ừ, cái này vô thùng rác luôn hả? Rác của chị nó xấu rồi, cái chị thấy nó bấm xóa cái video rồi, cái đầu chị lấy máy chị nói xóa rồi nó chưa, trong thùng rác vẫn còn. Trời ơi. Chị sợ quá phải có Ngọc thì được rồi. Rồi xong, rồi chị cũng im. Chị im lặng, chị suy nghĩ muốn đi về rồi. Cái chị không đi về, chị nán, chị đi ra ngoài nhà chờ, chị ngồi tiếp. Chị ngồi tiếp, chị coi xe này có quay lại nó làm cái gì không. Cái chị quay lại, chị ngồi đó xong là cái nó về luôn. Rồi có xe khác lại. Còn xe khác nữa hả? Xe khác lại là cúng bông bánh đó. Là chị mới ở lại. Chị vô, chị đứng trong mộ hoài thì nó không vô cúng. Nó không vô cúng, cũng sách bông sách bánh vậy đó. Cái chị suy nghĩ hoài, bây giờ không lẽ bây giờ nó thì nó mấy người nó ở lại tới tối, bây giờ mình ở đây người ta về hết trơn rồi lỡ rồi sao bây giờ. Thì chị nói thôi chị đi về cho nó vô nó cúng. Mà chị thấy cúng bánh cúng đồ đó là nó cầm, chứ chị chưa thấy vô mộ cúng. Cầm trên tay mà mình biết nó có cúng hay không. Rồi thôi chị thấy về tối quá tối rồi chị đi về. Rồi đặt điện thoại chị luôn. Rồi đặt điện thoại luôn. Vậy là em biết sao rồi. Tức là những người này có xem clip của mấy anh em mình nên biết anh Ngọc đi xuống dưới nhà chị Hồng Loan á. Cho nên là đến đây hơi trễ tí xíu. Tại vì biết là anh Ngọc bệnh vậy nè, hơi trễ. Suy nghĩ mình đang giật lên mà mình không có quay được đó. Trời. Rồi phải làm sao. Rồi người ta nói mình nói dốc mấy này nọ nữa rồi đó, chị cũng sợ quá. Chị mất quá trên tính điện Hải thì. Hồi qua lính sáu bào đi lên trên đây chị Bích quay lên mà bữa cửa tối. Mà chị Bích quay vô đồ đặt điện thoại chị Bích. Vậy? Rồi lấy điện thoại, lấy điện thoại chị Bích xóa clip luôn. Anh em ơi, nói chung là... anh em ơi, số cái bản số thành phố thiệt. Nhưng mà bây giờ cũng chưa chắc là bên cô Sáu nha. Đâu? Bây giờ nó còn một bên nữa. Còn một bên nữa nha, bây giờ. Bây giờ là không biết bên nào nha. Còn một bên nữa nha, bên nào vậy? Ừ. Bên nào nữa? Bên le le. Hôm này chửi chị Hồng Loan quá trời không thấy ha. Nhưng mà ở bên đó là người ta lên ta không có hại cậu gì đâu. Đó chị ta cũng biết. Chỉ chửi thôi. Đúng không? Đâu có liên quan gì tới người ra đâu mà. Rồi anh Ngọc. Đúng không? Bây giờ tới anh Ngọc, anh Ngọc hồi sớm nói thì sao mà nói là bên phe của Sáu ra. Đúng không? Ở bên đó chỉ là lên mạng là chửi nói này nói kia thôi chứ người ta không có tác động. Rồi anh Ngọc nói đi. Anh về anh thấy cái gì? Có ở bên bà Sáu mới lên. Rồi sao? Thấy vậy thôi đó. Hay vậy thôi hả? Vậy mà nói là Sáu Bảo. Vậy mà nói sao mà biết? Khán giả người ta lên cúng rồi sao mà mình biết? Không biết mà nói như đúng rồi. Vậy là hôm qua chị Bích là thấy chắc là coi rồi dần băng cành phành nó lên rồi đó. Chị Bích là biết nè, còn anh vô thấy bông rồi thôi mà anh báo là bên cành cành đó. Ba người này á là có gì đó gọi là hùng hồn. Em hồi nãy nghe anh gõ lên tiêu đài rõ ràng. YouTube của mình. Sợ là sợ chị Bích là không biết rõ ai. Chứ nếu mà mấy anh em mình là mấy anh em nhìn là biết ngay liền. Đúng rồi. Ê, mà hồi nãy ổng gõ cái tiêu đài đó, giờ ổng nói là anh có nói cô Sáu lên đâu. Ủa gì kỳ anh Ngọc. Hồi nãy gõ ở ngoài kia rõ ràng. Hồi nãy đăng rồi đó, tại nó nói vậy. Mà giờ nói anh đâu có nói đâu. Kêu mà làm hết này nè.
cô Sáu cho người lên mộ trong đêm. Ừ. Ừ. Rõ ràng như vậy. Mà bây giờ anh nói. Mà đã là cô Sáu cho người trong đêm chứ đâu nói là cô Sáu lên trong đêm đâu. Ủa mà sao anh biết là người của cô Sáu? À, đúng rồi, sao anh biết? Sao anh biết? Anh về anh thấy bông người ta cúng không mà anh nói là cô Sáu cho người lên. Hay á, anh giật ha. Anh giật nha, anh biết. Nói phải có mắt sách phải có chứng nha. Rồi, vậy là đòi đập điện thoại là dám là phe của cô Sáu chắc luôn. Chưa? Nhưng mà sao anh biết cái lúc đó anh về 7 giờ? Phe cô Sáu người ta lên ta không cho quay, còn cái lúc mà vô cúng cái đó là vợ đâu phải. Ừ. Đó, không biết mà nói như đúng rồi. Rồi mốt người ta thấy vậy người ta không muốn ra, không dám tới mộ nữa sao? Cái nào mà mình biết mới nói. Thì như chị Bích là chị biết nè. Đó, chị chứng kiến được cái người đó đến. Nói chung á là có một mình chị Bích mà trong đó là một người đàn ông, ba người phụ nữ thôi. Bây giờ không có thằng nào hết trơn á, bây giờ đợi đụng điện thoại chị giật lại chị quýnh vô mặt á luôn. Trời ơi. Chị phụ nữ mà anh sao quýnh mà. Đàn ông đó mà anh. Không có cái người đàn ông đó mà hai ba người đàn bà chị cũng không sợ đâu. Trời ơi, tự nhiên đồ của mình mà giật điện thoại. Vậy nè, bị chị quay đó, chị đi ra chị quay cái biển số xe nó, thành ra nó bắt chị phải số. À. Chị đi ra chị nó đi bọc đường này chị ghét quá, chị đi đường này là quay biển số xe nè, chị chụp cái hình nữa, nó cũng số luôn cái chị hình. Chị có để ý á, là nó đi từ ở ngoài giờ cổng vào đây là nó vô đô viếng không hay là ở trong không. Kia nó chạy ra. Ngồi suy nghĩ đang nữa kìa. Ngồi suy nghĩ nữa. Nó chạy vòng vô đây. Ừ. Vòng vô đây. Giật nữa đi nghe. Đó. Chị đem cái dù này dẹp lên đây nè. Tức là tại chị chạy ở ngoài cổng hướng ngoài cổng vào đây hả? À. À vậy là nó không có thấy một đứa là bà mộ cậu mộ chú. Nó không có thấy người mà lúc đó thì chị đang dẹp cái dù ở trong đây lẳng lẳng nó không thấy nó bọc đường đó. Mới vừa ghé lại, nó ghé lại cái đầu chị chung ra, chị cầm cái máy, nó không cho quay, nó không quay nha. Tôi nói à, bộ thắp hương hả gì, thì thắp hương để em đốt hương. Không, không có thắp hương. Rồi nó không thắp hương sao, đến mộ quay tốt đẹp mà sao chị không cho em quay. Cái bà nói vậy nè, nhưng mà không muốn lên hình, bà quay là tôi chửi bà đó. Nói vậy đó. Bà quay biển số đâu không? Biển số 50. Số Sài Gòn hả? Biển số 50 đó anh. Ờ, nó có xuống ở đây là lần nào chưa hay là quá căng luôn cô chú anh chị ơi. Có chị quay hết mà. Ý là chị nhìn đó chị quen mặt không? Không. Không quen mặt. Chị không, tại chị đâu biết. Vậy là chưa từng tới mộ hả chị? Một người đàn ông bận áo xanh. Và tới đây thì cái video của Hiền Tiên cũng xin kết thúc. Chúc cho cô chú anh chị đang xem kênh có buổi sáng tốt lành.